Cha con hợp sức, một chuyến hành trình chỉ dành riêng cho cha và con đã quá quen thuộc với hình ảnh cơm sống, cá mặn, gà chiên cháy, hí hoáy cha làm vã mồ hôi, lăng xăng còn phụ thêm đôi chút, bấm nút ăn đua, ngon tuyệt vời. Con đi với mẹ sẽ thế nào? Hôm nay, cha con hợp sức mở ra một hành trình đặc biệt dành cho mẹ và con. Họ là ai? Hi, chào cả nhà. Đào Vân Anh là gương mặt diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Nhưng ít ai biết rằng cô xuất thân từ diễn viên múa, đồng thời là diễn viên kịch sân khấu. Đồng hành cùng diễn viên Vân Anh chính là cậu con trai Thiên Bảo với cái tên ở nhà rất ngộ nghĩnh là Sisa. Khuôn mặt rất dễ thương và trông thì non hơn cái tuổi lên 6 của mình. Giày dép đâu cho con mang vô. Hai mẹ con hãy lên chuẩn bị hành lý nha, để mình chuẩn bị cùng nhau đi chơi ha. Trong một lần tình cờ được đạo diễn chọn đóng phim điện ảnh Mùa Len Châu, thì không ngờ nghiệp diễn xuất lại trở thành công việc chính của diễn viên Kiều Trinh. Từ bước khởi đầu đó, chị đã tham gia rất nhiều phim truyền hình điện ảnh khác nhau, hóa thân thành nhiều nhân vật với tính cách đa dạng và đều để lại những dấu ấn nhất định. Con trai diễn viên Kiều Trinh là Kỳ Phong, cậu bé lém lỉnh, nói nhiều và già dặn hơn so với tuổi lên 7 của mình. Chào mừng hai mẹ con đến với chương trình Cha Con Hợp Sức. Trong phiên bản đặc biệt, hãy cùng nhau chuẩn bị hành lý để tham gia chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm này nhé. Wow, ok. Thì phải chuẩn bị đi thôi. Con giỏi quá. Rồi, con mở đồ vô. Rồi, đồ ai, đồ của con trước. Rồi, đi xuống để mẹ ôm em bé. Cố lên, cố lên. Rồi đi qua kêu bà Bảy cho gửi em bé đi con. Dạ, cho gửi em bé, đây mẹ đi qua đi. Giỏi ha. Giỏi lắm. Đây. Wow. Bye bye bé nha. Bye bye nha. Đây là mấy cái bộ quần áo này của con nha. Con có mang theo cái gì nữa không? Sách này với lại con robot này thôi đúng không? Dạ. Xong. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ đi chơi một cái game. Ăn nha, tranh thủ mình ăn đi nha. Đi. Rồi xong. Bây giờ mình ngồi đây. Mình ăn sáng xong, mình mới lên đường. Bye bye. Bye bye. Ba thì hoàn toàn thoải mái khi cảm thấy rằng là mẹ và con tham gia chương trình này. Thực sự thì mẹ và con đã từng trải ra nhiều cái cảnh thôi, đi xa, đi cùng với mẹ đi quay rồi. Thành ra đó là cái mà ba cảm thấy yên tâm, không lo lắng. Và cảm thấy đây là một cái thử thách tốt để cho con mình thêm một cái trải nghiệm nữa. Để con nó có thể có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Yeah, yeah. Rồi, let's go. Cái vui đó. Yeah, chào kìa, chào chú kìa. Rồi, mình được đi chơi chương trình. Hai mẹ con mình sẽ cố gắng hợp sức. Con chơi là con chạy nhanh lắm ấy. Ủa vậy hả? Mẹ không biết hôm nay chơi cái gì rồi, mẹ không biết chơi có chạy hay không. Hai mẹ con đã bao giờ đi chơi xa riêng với nhau như vậy? Dạ rồi, con đi động phong nha. Con thích là đối thủ của con là bạn gái. Bạn gái hay bạn trai? Bạn trai không à. Bạn gái dữ lắm, vô lớp nghỉ cào đọc con. Ờ, cái gì dữ cậu mà con hả? Mình là đàn ông có nhường cho con gái không? Mà bạn nó quýnh không hoài. Nhỏ tỷ cái bạn này dễ thương không quýnh thì có nhường cho bạn không? Nghĩa là mình đàn ông mình phải biết nhường nhịn phụ nữ. Theo con nghĩ thì sẽ là bạn gái hay bạn trai? Bạn gái ạ. Mà giờ nếu mà trường hợp mình không phải bạn gái như nãy giờ mình tưởng tượng về bạn trai thì sao? Nghĩ sao có ai chơi với con là được rồi. Kì kì kì. Cô Vân Anh kia xuống mở cửa ngoài lắm. Mở cửa. Xe đón mình đâu? Trời ơi. Trời ơi, lộng lẫy quá trời ơi. Đấy, đó kìa. Hello. Giờ bạn trai hay bạn gái? Bạn đi chơi chung với con đây. Hai đứa mới vừa quay chung phim, bây giờ là đi chơi chung game hả? Đã nha. Yeah. Đó, lớn lên đi. Đúng rồi đó. Bắt tay cái cậu. Ghê. Đúng rồi đó. Không lẽ giờ cái người mà mình yêu thương như vậy, mình chơi nhau vậy, giờ mình làm trở thành đối thủ. Chẳng lẽ xong chương trình này mình từ mặt nhau thì kỳ quá đúng không? Bây giờ mình được có giành nhau thắng thua vậy, mình chơi quề đi. Đúng rồi, mình cố tình quề đi. Được nhận nhiều phần thưởng chia đôi. Bây giờ vậy nè, ví dụ như mà tôi thắng á, thì tôi sẽ chia quà cho bà. Còn bà thắng thì chia quà tôi vậy được không? Lỡ thua cái mình cũng đủ nhau đi ăn. Vậy đi. Vậy đi. Hứa nha. Hứa không có giận nha. Mình sẽ vô siêu thị chơi trước. Wow, đã nha. Được vô siêu thị như thế rồi. Kì kì kì, quá trời chứ. Chào mừng hai tập mẹ con đến với chương trình Cha Con Hợp Sức.
lớp 2. Con 7 tuổi. Yeah. Con học trường Vinh Hội. Giỏi. Con tên Hiên Bảo. Con 5 tuổi. Con 5 tuổi. Chưa sinh nhật mà. Con 5 tuổi con chưa sinh nhật mà. Con không 6 tuổi. Sắp con, 6 tuổi thôi mà con chưa sinh nhật. Con không chịu 6 tuổi. Trong lúc mà nhiệm vụ nhá, chúng ta sẽ tính điểm và điểm sẽ được tính là các huy hiệu cho con hợp sức. Cô sẽ tặng cho mỗi bạn một chiếc trước. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô đi. Nhiệm vụ này sẽ tách hai mẹ con ra. Hai mẹ sẽ thực hiện một nhiệm vụ, hai con sẽ thực hiện một nhiệm vụ. Mới nhiệm vụ đâu mà mẹ và con đã mỗi người một nơi thế này, liệu hai bé sẽ thực hiện nhiệm vụ như thế nào khi không có mẹ ở bên cạnh? Và nhiệm vụ đó là gì? Con đã bao giờ mà ở nhà một mình chưa hả, Kỳ Phong? Sẽ rồi. Ở nhà một mình thì Kỳ Phong làm những việc gì? Dạ con tự chơi. Em thì mẹ cho đi theo. Chị hai thì đi học. Mà cái lúc mà Kỳ Phong ở nhà mà Kỳ Phong một mình như thế, Kỳ Phong xa mẹ á, Kỳ Phong có thấy sợ không? Cái lúc mà mẹ để con ở nhà thì con không có sợ. Chị hai cũng vậy. Mẹ con dạy con là không được nói chuyện với người lạ. Người ta cho cái gì không được lấy luôn. Còn Thiên Bảo sao? Mẹ vẫn đang dặn Thiên Bảo như nào? Mẹ con đừng có để con ở nhà một mình đâu. Em ở nhà một lần chưa? Chưa. Vậy em đi một mình chưa? Rồi một hả? Lần rồi. Anh mua đồ một lần. Anh thì anh đi mua cháo với mẹ anh thường xuyên luôn. Đi học anh tự đi học một mình. Học thêm anh cũng vậy. Anh chàng Thiên Bảo xem ra vẫn khá là nhút nhát, còn Kỳ Phong lại quá ư dạn dĩ. Nhưng còn nhiệm vụ của hai mẹ thì sao? Với những vật dụng mà như hai mẹ lấy quần áo, tóc giả, thì hai mẹ có đoán được cái nhiệm vụ mà mình sắp phải làm? Tôi nghĩ có thể là mình hóa trang để con mình có nhận ra mình không? Chị thì đoán là mình sắp xếp những cái nào nó vô những cái nào thì để cho nó sẽ hợp thành những cái bộ đồ hóa trang nó hợp lý. Có nghĩa là hai mẹ sẽ phải hóa trang mình thành một nhân vật khác. Mẹ Vân Anh và Kiều Trình đoán gần chính xác nhiệm vụ của mình rồi. Riêng hai bé có đoán ra công việc mà mẹ phải thực hiện. Bây giờ mẹ đang đi thực hiện một nhiệm vụ ở trên siêu thị. Vậy thì Kỳ Phong nghĩ rằng là mẹ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ gì? Mẹ con đang thực hiện nhiệm vụ mua đồ cho con ăn. Mẹ sẽ mua đồ. Cả hai mẹ đều đang thực hiện nhiệm vụ trải nghiệm một công việc trong siêu thị. Con hãy vào và tìm giúp mẹ của bạn đối phương đưa về đích. Trong 10 phút, tìm thấy mẹ giúp bạn được một huy hiệu. Đưa mẹ của bạn về đích sớm hơn được cộng thêm một huy hiệu. Bây giờ, hai mẹ hãy bốc thăm chọn chủ đề hóa trang của chương trình nhé. Bên nào bốc bên đó? Nhân viên siêu thị. Người đi mua hàng. Với những đạo cụ do chương trình cung cấp gồm tóc giả và phục trang, hai mẹ sẽ hóa thân như thế nào? Thiên Bảo phải đi tìm cô Kiều Trinh. Còn Kỳ Phong đi tìm cô Vân Anh. Hai bạn sẽ thực hiện riêng và thử xem là mình có tìm được mẹ giúp bạn được hay không nhá. Mẹ anh á, hai má bị nám có gì sâu sâu vô màu đen đúng không? Mẹ anh mời đổi cái nón gì màu đen mà xè xè mấy cái vòng tròn này ra nha. Nhớ nha. Nhưng bây giờ em đi lại, em chỉ thấy em đi tìm được mẹ em thôi à, chứ em không tìm được mẹ anh. Mẹ Vân Anh và Kiều Trình đã hoàn toàn lột xác trong diện mạo mới. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Chuối. Thật sự cái trò này chị nghĩ rằng là để bé Thiên Bảo tìm chị cũng khó nữa, chứ đừng có nói là bé siêu quậy để tìm ra cô Vân Anh. Cái này khó nói quá, hai bà mẹ còn nói tôi nhìn không ra bà thì biết làm sao mà bé Thiên Bảo với bé Kỳ Phong mà nhìn ra mẹ. Mà thật sự ngập thở quá. Hy vọng mình kéo cái mặt xuống mình thở, bé Thiên Bảo nhận ra mình. Hai mẹ đang đi làm ở trong siêu thị rồi, hai bạn cố gắng lên nhá. Giờ mình tới các bé đâu rồi? Này. Chưa thấy các bé đâu cả.
nhìn từ xa này á. Tất cả anh đi đường kia, anh đi đường này. Thử thách này khó quá, khó thiệt luôn á. Với một cái rừng người như vậy nè Trinh, bó tay luôn. Hồi nãy nó đi nghe, thiệt là tội nghiệp các con quá đi. Có chú Phi đi theo rồi sợ gì. Chị mua bưởi đi chị. Không, tôi không ăn bưởi, con tôi thích ăn xoài. Vậy em lựa xoài cho chị nha. Ok, xoài ngon nha. Đi, xoài cát Hòa Lộc nè, thơm nè. Tôi thấy hai mẹ này ác quá. Quá trang kiểu vậy mà còn đeo khẩu trang nữa. Con nào nhận ra mẹ chứ đừng nói mà đối thủ nhận ra nha. Liệu còn cách nào để các bé nhận diện ra mẹ của đối phương không? Nãy giờ mà cũng tắt thở luôn ạ. Hai ảnh chạy đâu mất tiêu rồi ta. Đi, em đi xa quá, em đi xa quá. Rất là thương. Bây giờ sao ta? Bây giờ mình giả bộ bỏ khẩu trang được không ta? Mình đeo mắt kiến đi. Mình bật mí chút xíu có nhận ra không ta? Nhưng mà nếu mà tôi bỏ khẩu trang ra thì chắc chắn là sẽ nhận ra cái mặt này rồi đó, đúng không? Giờ mình coi cái ở cái khu vực nào mình thử đi lại đó lân cận được không ha? Mình giả bộ đi, giờ lượng lượng rồi đi. Đi xa lắm rồi. Đi tuốt ở trên kia rồi. Cô chạy đi đâu rồi? Trời ơi, còn Phương Anh mà. Ê. Ê, hình như mình ác quá nhìn cái thắt lát á. Tôi đứng sát bên luôn mà vẫn không nhận ra. Với ba lần lướt qua nhau mà anh chàng Kỳ Phong lém lỉnh vẫn không nhận ra cô Vân Anh. Liệu anh chàng Thiên Bảo có tìm thấy và nhận diện ra mẹ Kiều Trinh? Bà đi lại gần bà giả giọng bà hỏi con mua cái này hay là con đi đâu? Giả giọng thử coi. Bé ơi bé, cho bà hỏi anh cái này. Bé ơi, cho bà hỏi cái ở đâu bán à xì tin vậy con? Xì tin ở đâu chỉ cho bà cái con. Mẹ anh con, mẹ anh con biết không, chỉ bán cho bà đi hả con, hả con. Kiếm phụ giùm bà nha. Rất nhanh chóng nhận ra mẹ Kiều Trinh và chỉ điểm giúp Thiên Bảo. Nhưng riêng việc tìm cô Vân Anh thì Kỳ Phong lại bó tay. Vân Anh ơi, cô ở đâu rồi? Đừng có trốn con nữa được không? Mau ra đây nào con. Cô Vân, cô ấy có ở đâu rồi? Được cô Kiều Trinh tiếp cận trực tiếp, nhưng Thiên Bảo có nhận ra. Bà cảm ơn nha, con đi đâu vậy? Quay. Con quay cái gì vậy? Đi chơi vui không? Vui. Vui hả? Con đi kiếm ai vậy? Bà không có nghe, con nói lớn lớn nên bà không nghe gì hết. Mình biết ngay là mẹ mình luôn á. Con đi kiếm đi, con dòm kỹ mặt một ra coi cô Trinh sao nha. Cô Phương Anh ơi, cô giả vờ làm gì đấy?
Cô Vân Anh ơi, đừng có mà trốn con nha. Đừng có mà trốn con nha. Cô đừng có giả vờ nữa nha cô Vân Anh, đừng có chọc con. Chắc tôi chết đó bà Vân Anh. Có tìm ra không? Tôi nói chuyện nó không nhận ra tôi luôn. Mẹ anh đó, mẹ anh giả vờ, giả vờ đó. Mẹ anh đó, chỉ cho. Hồi nãy thấy cái bà giặt ra đâu không? Mẹ anh đó, giặt nấu ra, giặt khổ trái ra, rồi lấy mất kiến ra. Con có muốn mua cái này không? Con lấy giúp cho. Không à? Thế con đi với ai đấy? Thế con cần mua gì cô giúp cho? Không à? Rồi cảm ơn con. Mình biết rồi. Đeo đồng hồ màu vàng. Đúng rồi. Đúng mặt của nó rồi, con ơi. Cô có phải mẹ Trinh không? Cô phải mẹ Trinh không hả? Cô thấy cô giống mẹ Trinh không? Giống hả? Nhìn kỹ coi giống không? Giống không? Đúng không? Không, không. Cái giọng nói luôn rồi, biết cái đôi giận. Thôi, cô có phải không? Không có. Không giống. Mẹ có. Sao con? Cô có phải cô Vân Anh không? Con đang tìm cô gì? Phải mẹ Trinh không? Cô bệnh, cô mệt quá, cô phải mẹ Trinh không? Hả? Cô phải không con? Giống. Đi, mình đi đâu? Đi nào, đi đường nào, dẫn cô đi đi. Mẹ Trinh mệt quá, con đẩy phụ đi. Hồi nãy là anh Kỳ Phong chỉ cho con là mẹ Trinh là ai đúng không? Đó, thì ra anh Kỳ Phong chỉ ha. Chứ Thiên Bảo tìm không ra đúng không? Có. Cô Vân Anh là cái gì của con? Cô Vân Anh đeo đồng hồ màu vàng. Ồ, cô đeo đồng hồ màu vàng. Màu vàng giống vậy hả? Sao con lại đoán cô là cô Vân Anh mà con lại hỏi cô? Con biết cô. Con biết hả? Con nhìn vào cái đồng hồ này con nói cô là cô Vân Anh hả? Cái đồng hồ này người ở ngoài người ta bán đầy đấy, ai chả mua được. Cô đang ngồi giống đầu, cô nhớ sực nhớ ra cô Vân Anh đeo đồng hồ màu vàng. Mày bao nhiêu người đeo đồng hồ màu vàng? Rất nhiều mà. Nhưng mà cô Vân Anh chưa có giấu đôi dài. Ồ, con nhận ra hai điểm là đồng hồ với đôi dài đúng không? À. Con biết cô rồi á hả? Rồi con chắc chưa? Chắc. Con chắc rồi. Con chắc chắn con này cô Vân Anh. Kết thúc một nhiệm vụ rồi. Biết là hai bạn có tiền đúng người không nhỉ? Thì đúng. Dạ đúng mà. Nhưng sao con đoán được? Tại vì con quen cái giọng nói này là của cô Vân Anh. Cái chừng cô khác đấy, hình như không phải. Cô này tóc kỳ quá. Giỏi quá, trời ơi. Vì sao con nhận ra được mẹ Trinh? Tại vì giọng. Giống hả? Giống mẹ Trinh. Giống mẹ Trinh hả? Giống mẹ Trinh là điểm nào giống? Ở mắt. Ở mắt hả? Ở mắt cô che lại luôn rồi mà. Không, con nhìn ở đây nè. À, con nhìn ở đây hả? Ô, con nhìn ở đây. Con nhìn từ đây, nhìn qua mắt. Như vậy là trong nhiệm vụ này, bạn Kỳ Phong được tặng 20 hiệu. Và bạn Huy Bảo tặng 1 hiệu. Xin chúc mừng các con. Vâng. Cô hóa trang thì con không nhìn ra cô mà. Nhưng mà con phải tìm ra một cái điểm nào đó. Là lúc nãy con thấy là cô Trinh có mang giày này nè. Không, hồi nãy con nhìn cái giày con biết rồi nhưng con không nói. Thế sao không nói? Mình đang đi tìm mình phải nói chứ. Mẹ nói là con nghĩ cái gì thì con phải làm cái đó. Con nghĩ sao thì con phải làm liền chứ. Ai mà im lặng rồi sao người ta biết mình tìm ra.
đúng chưa? Dạ coi. Dạ. Trong 5 phút, hai mẹ con sẽ được tham khảo giá cả của các sản phẩm tại khu vực chương trình quy định. Sau đó, trong 3 phút tiếp theo, mẹ và con hãy cùng nhau bàn luận và sắp xếp giá cả của 10 sản phẩm do chương trình cung cấp. Đội nào có số lượng sản phẩm sắp xếp đúng giá nhiều hơn đạt một huy hiệu. Cái này còn bao nhiêu tiền? Đọc cho mẹ coi. 169. Cái nào đẹp đẹp á, nó là mắc tiền lắm á. Bây giờ mình sẽ đi tìm, ví dụ cái này bao nhiêu tiền? 79 ngàn. Mình coi tất cả mặt hàng họ đây, họ để là giá 49 ngàn. Nhưng mà sẽ mỗi cái sản phẩm mình sẽ giật giá lên. Đằng sau lưng nó có cái giá trong mạng này, nhớ chưa? Những cái đồ vật này rất là dễ bể, phải cầm lấy cẩn thận, đừng làm bể. Rồi cầm hai tay cẩn thận, rồi lật ra đằng sau lưng coi. 59 ngàn. Cái vấn đề không phải giá mà còn phải nhớ được đọc cái tên mà sản phẩm nó nằm đâu. Khi mẹ nói, con coi bút chì, phấn, vẽ mặt, con nhớ nãy mình chỉ hết rồi. Chì tất cả, ok. Rồi xong rồi ha. Tôi hỏi mấy con thú nhồi bông này giá sao ta? 199 ngàn. Ủa sao mắc vậy? Còn sữa tắm này là 169 ngàn. Ồ, khó quá ha. Nhiều giá lắm, nhiều giá lắm mà khó đoán lắm. Chị coi qua trong vòng vài phút để nhớ hết tất cả các giá của các sản phẩm trong một cái cửa hàng hoàn toàn mới lạ là mình không thể nào mà tự tin hoàn toàn được. Sẽ có một số mặt hàng mình không thể nhớ, mình chỉ lướt lướt ra thôi. Là cũng quá nhiều mặt hàng. Mời hai đội One Two C giành quyền ưu tiên chọn thi trước sau và chọn gói 10 sản phẩm cần đoán giá do chương trình cung cấp nhé. 1, 2, 3. Rồi. Chơi trước rồi. Con muốn chơi trước hay chơi sau? Chơi trước. Chơi trước. Con tìm coi cái giá nào vô cái món đồ nào cho hợp lý giúp mẹ nha. Đưa cái giá cho mẹ để mẹ để lên cho đúng mặt hàng nha. 149 ngàn hả? Tạm thời để đây đi. 39 ngàn. 39 ngàn hả? Cái này đi. Chọn nào, chơi đó. Hay cho cái này vậy? Được không ta? Cái này đi. Không có dễ chút nào á trên ơi. Có những cái sản phẩm mà mình đoán nó là như vậy đó. Nhưng mà có những cái nhiều khi nó chênh lệch lạ lắm. Nè không phải giá này đâu nha. Để coi từ từ bắt đầu điểm lại nè. Chỉ điểm hỗ trợ hỗ trợ. Cái này rẻ đấy. Cái này thế sao? Nãy con đọc với cái giá đúng không? Con nhìn xem mẹ làm đúng không ta? Thôi tạm thời vậy đi chứ. Chắc là hợp lý rồi đó. Sai luôn, sai rồi. Mẹ kiểm tra thử đi. Cái món hàng này chỉ có 99 ngàn thôi. Thấy chưa? Nói rồi. Sai, con nói sai mà. Sai luôn, cái này có 49 ngàn thôi. Tên hay quá. Đã đúng. Yeah. Liệu mẹ Vân Anh và bé Thiên Bảo sẽ đúng giá được bao nhiêu món hàng? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là mình được mấy món? 5. Yeah. Kết quả việc định giá cho 10 sản phẩm của mẹ Vân Anh cùng bé Thiên Bảo như sau. Thú nhồi bông, chính xác. Quạt nhỏ, sai. Tai nghe, chính xác. Đàn vui vẻ, sai. Sữa tắm, chính xác. Hộp đựng cơm, sai. Hộp rút giấy, sai. Túi thơm, sai. Khăn lau tay, chính xác. Lược, chính xác. Phong ơi, Phong phụ mẹ đây, có con này bao nhiêu tiền? Cái này 99 ngàn. Khoan, từ từ. 99 ngàn hả? Con bỏ vào cái này đi. Cái bút chì không phải giá 59 đâu nha. Bút chì là 69 nha. Có vẻ ổn rồi đấy. Cái này không tới 199 đâu. Cái này nè. Cái này của anh hết. Tôi nghĩ vậy. Thì đó, tôi nghĩ này không tới đâu bà. Ý Trinh sao? Này hả? Mẹ nãy em nhớ gấu bông. Ừ đúng rồi. Cái con đó 199 hả? 200 ngàn hả? Mắc không? Không phải à. Thôi, giờ không còn gì nữa. Cái đôi dép này hả? Cái bóp này hả? Đúng không? Ừ, nó cũng... Thôi đổi vậy đi. Rồi xong rồi đó. Rồi xong rồi đó. Thôi bó tay. Cái nón mẹ Trinh nói là 99 ngàn. Yeah. Đúng món này. Và
Và bây giờ đáp án là 59.000. Rồi, bỏ này sai. Sai rồi, chắc lắc rồi. Cái này tôi nghe lời bà tôi đổi coi sao. 129.000. Giận, giận. Người ta chọn đúng rồi. Xin lỗi mẹ Trinh, đây là... Rồi xong. Nghĩa là mẹ Trinh chỉ đúng có một món thôi đúng không? Mẹ Kiều Trinh và bé Kỳ Phong có dừng lại ở mức chỉ đoán đúng giá một món đồ. Hy vọng mẹ Trinh đúng món này đi. 169. Chính xác. Yeah, được hai món. Kết quả việc định giá cho 10 sản phẩm của mẹ Kiều Trinh cùng bé Kỳ Phong là: thú nhồi bông, sai. Bóp cầm tay, sai. Ví hồng, sai. Xe đồ chơi, sai. Nước hoa, chính xác. Đôi dép, sai. Bút chì màu, sai. Đồ thổi bong bóng, sai. Nón, chính xác. Gậy đấm lưng, sai. Cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Đã quá. Yeah, anh em nâng tay nha. Quỳ nhau rồi. Tuy đoán đúng giá các mặt hàng trong siêu thị được ít hơn, nhưng tỷ số huy hiệu của mẹ Kiều Trinh và bé Kỳ Phong vẫn bằng lượng huy hiệu của đội mẹ Vân Anh và bé Thiên Bảo đạt được là 3 đều. Nhưng hai nhiệm vụ vừa rồi chỉ mới là khởi điểm của cuộc hành trình đầy thú vị này thôi. Còn rất nhiều nhiệm vụ hấp dẫn khác đang chờ đón hai mẹ con ở phía trước. Tất cả sẽ có trong những tập tiếp theo của chương trình. Mời quý khán giả cùng theo dõi.